Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm mới bên mình. Đó chính là cái phần mềm Kaspersky, Kaspersky Internet Virus Security. Đây, thì một sản phẩm khi mà mình giao các bạn là đây là cái đĩa cài đặt và đây là cái cây thì nó nằm trong đây. Đây, hôm nay mình sẽ tập hợp cho các bạn coi. Thì khi mà các bạn mua phần mềm này thì bên mình bán là phần mềm chính hãng, trên chính hãng người ta bán là 300.000, mình chỉ bán là 190.000 một phần mềm các bạn, dành cho một máy PC sử dụng cho một năm. Đây, đây là cái thẻ, nó sẽ chứa cái cây. Thì đây là đĩa, phần đĩa cài đặt, phần đĩa cài đặt này. Thì khi mà các bạn sản phẩm mua sản phẩm về thì sẽ có cái này, các bạn sẽ đút vô máy tính các bạn cài đặt. Thì ở trên đây nó có rất nhiều là thông số về cái web hỗ trợ kỹ thuật cũng như diễn đàn Kaspersky. À, các bạn có thể là vô đây, nó ngoài ra nó còn cái nhóm ở trên Facebook nữa. Thì các bạn có một cái vấn đề nào đó các bạn không rõ thì các bạn cứ lên đây các bạn hỏi các thành viên. Thì các bạn cài đặt, tại thường những cái phần mềm này mình cài đặt á, thì mình phải kết nối internet để sử dụng cái internet này các bạn, chứ thôi các bạn mua bằng bình thường thì Kaspersky là antivirus thôi. Cái này là phần mềm internet thì đảm bảo sự an toàn các bạn khi các bạn sử dụng trong môi trường của internet. Thì khi mà các bạn cài đặt xong rồi thì các bạn bắt đầu là nhập cây và các bạn là tải cập nhật những cái bản cập nhật mới nhất về. Đây, tiếp theo là mình giới thiệu cái cây. Một sản phẩm bên mình thì cũng đơn giản vậy thôi. Đây thì cái cây, đây là cái Kaspersky Internet Security nè. Đây thì cây, ở đây thì mình có bán cho một người Anh. Thì người Anh này họ chỉ là cần cái cây, thì bởi vì họ cần gấp đó các bạn, không có cần gửi đĩa. Thì có cái cây nè, nó còn ấy, thì tay mình nó che lại một cái cây. Ở đây thì có một số hướng dẫn nha các bạn, cào nhẹ lớp bạc để thấy được mã kích hoạt. Đây mà bắt được hoạt thì nó còn một cái đoạn mã nữa. Thứ hai là kết nối các thiết bị với internet và kiểm tra thời gian hiện tại. File cài đặt được cung cấp trong đĩa CD, hoặc là các bạn vô cái trang là www.kaspersky.vn để bạn tải về. Rồi bắt đầu tiếp theo, bước thứ 4 là thực hiện cài đặt theo mặc định, và bước cuối cùng là nhập mã kích hoạt vào để kích hoạt bản quyền cho cái phần mềm của các bạn. Cuối cùng là xem tài liệu hướng dẫn. Ở đây thì mình lưu ý một số điều nha. Đó chính là bản quyền này hay cài đặt và kích hoạt cho một thiết bị, có thể là đó là máy tính Windows, máy tính Mac, máy tính bảng Android hoặc là điện thoại Android. Đây, cảnh báo giữ thẻ bản quyền cẩn thận, Kaspersky Việt Nam sẽ từ chối bảo hành nếu thẻ bản quyền bị mất. Bản quyền không kích hoạt ngoài lãnh thổ Việt Nam thì cái phần mềm mình bán này kích hoạt được trong lãnh thổ của Việt Nam thôi nha các bạn. Và với một thẻ device thì bản quyền được 1 năm cho các một thiết bị tính từ lúc bắt đầu kích hoạt. Đây là Gmail hỗ trợ nhanh và số điện thoại liên hệ khi mà có ấy. Thì bên kia cái phần mềm này á, là một năm bên mình là bán 190k. Thì mình bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm luôn nha các bạn. Bây giờ các bạn an tâm sử dụng. Vì sao mà cái sản phẩm này giá nó lại rẻ hơn chính hãng, thì thật sự là mình có một cái nguồn hàng tốt và mình lấy được cái hàng này là chất lượng tốt. Bây giờ các bạn cứ an tâm về chất lượng sản phẩm bên mình. Và nếu như các bạn nào có nhu cầu muốn mua thì các bạn có thể là gọi số điện thoại của mình là 0977 296612, mình tên là Minh, và các bạn cứ hỏi mình thì các bạn cần gì thì các bạn cứ hỏi, thì mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn. Ngoài cái này ra mình còn bán là Kaspersky về antivirus cũng như Kaspersky Internet Security dành cho 3 PC trong vòng 1 năm và Kaspersky Antivirus Security dành cho 3 PC trong vòng 1 năm luôn. Vâng, rất cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn cứ comment ở dưới video cho mình nha, biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn.